Chiều ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá tụ điểm mại dâm tại nhà hàng Gary ở đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Qua xác minh, nhà hàng này hoạt động từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến nay do Kim Ti-hun, sinh năm 1975 và Cha Jin-yong, sinh năm 1977, cùng là người Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng karaoke, hoạt động không phép, chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc, có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh. Tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá từ 2,3 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng một lượt. Tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm, thì tổng quản lý Lee Hoon-jun, sinh năm 1998, sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn TP.HCM để bán dâm với khách. Bước đầu xác định nhóm Kim Ji-hoon, Cha Jin-yong, Lee Hoon-jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh năm 1989 và các quản lý người Việt Nam hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Tối ngày 19 tháng 7, phòng BC02 chủ trì, phối hợp cùng công an quận 1 đã vào kiểm tra nhà hàng trên. Tại công an, Kim Ji-hoon cùng Cha Jin-yong, Lee Hoon-jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan khai nhận doanh thu hàng tháng đạt trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng. Quá trình điều tra, công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Ji-hoon cùng Cha Jin-yong, Lee Hyun-jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh về hành vi môi giới mại dâm, riêng Bùi Thị Phương Dung, Bùi Duy Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.